Xin kính chào quý vị khán giả của Tam Đa Media. Chào mừng quý vị đã quay trở lại với bản tin chào buổi sáng. Kính chúc quý vị có một ngày mới với thật nhiều năng lượng tích cực. Và ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết của bản tin sáng hôm nay. Vào cuối tuần trước, tổng cộng 772 chiếc chăn được tạo ra từ 30 ô vuông có kích thước 30x30cm từ móc hoặc đan len đã được trưng bày trên con đường dành cho người đi xe đạp. Giữa thành phố Toskov và Kozulupi ở vùng Plzeňsko, những người phụ nữ đã móc những chiếc chăn này trong 2 năm qua để hỗ trợ chạy tế bần Plzeň. Mỗi tấm chăn đều có một nét độc đáo riêng về cả hoa văn và màu sắc. Mỗi chiếc mất trung bình 80 giờ đồng hồ để thực hiện. Tổng cộng có 250 người tham gia đan móc, trong đó có 10 người là đàn ông. Mỗi chiếc chăn có kích thước 1,5x1,8m, tổng chiều dài của những chiếc chăn được trưng bày vào cuối tuần trước lên tới 1.389,6m. Năm nay, hai viện của SEC đã nhận được 270 đề xuất vinh danh cấp nhà nước. Trước đó, các nghị sĩ đã loại bỏ một số đề xuất và trong tháng 6, cả hai viện sẽ thống nhất về danh sách cuối cùng để trình lên Tổng thống. Tổng thống Pavel sau đó có thể chọn ra những người mà ông cho là xứng đáng nhất hoặc có thể bổ sung thêm người vào danh sách vinh danh. Vào năm ngoái, Tổng thống đã vinh danh hơn 60 nhân vật nổi bật. Trong danh sách năm nay có các cựu chiến binh, nhà thơ và nhạc sĩ Karel Kryl hay nhà hoạt động người Zigan, Czenik Ruzicka. Ngành sản xuất xây dựng Séc vào tháng 3 đã ghi nhận mức giảm hàng tháng cao nhất trong số 18 quốc gia thành viên EU, sau Séc là Slovakia và Slovenia với mức giảm là 7,8%. Trong so sánh với cùng kỳ năm ngoái, sản lượng sản xuất xây dựng ở Séc đã giảm 8,3%, mức giảm trung bình trong tháng 3 tại EU giảm 0,7% và trong Eurozone tăng 0,1%. Theo văn phòng thống kê Séc, nguyên nhân giảm là do sự suy yếu của cả ngành xây dựng, trong đó bao gồm chẳng hạn như xây dựng các tòa nhà hay trì trệ trong việc xây dựng các công trình kỹ thuật như là cơ sở hạ tầng giao thông và năng lượng. Bệnh viện Sanitivei Srinagarin, nơi tiếp nhận nạn nhân bị thương do sự cố trên máy bay Singapore Airlines cho hay, bệnh viện đang điều trị 22 người bị chấn thương cột sống và tủy sống, 6 người bị chấn thương sọ não và 13 người bị các vấn đề về xương, cơ và xây sát ngoài da. Trong đó, 17 bệnh nhân đã được điều trị từ khâu vết thương đến phẫu thuật. Vẫn còn quá sớm để kết luận liệu có bệnh nhân nào bị bại liệt vĩnh viễn sau điều trị hay không. Trong số 104 hành khách bị thương trên chuyến bay, 55 người hiện vẫn đang nằm viện. Theo báo cáo, bệnh tiểu đường ở Vương quốc Anh, số ca mắc bệnh đái tháo đường ở độ tuổi dưới 40 đã tăng 39%, trong khi hàng nghìn người khác không được chẩn đoán. Báo cáo bệnh tiểu đường Vương quốc Anh cho rằng chế độ ăn uống kém và béo phì phần lớn là nguyên nhân dẫn đến sự gia tăng số ca bệnh, đồng thời cho rằng những thay đổi mạnh mẽ trong 25 năm qua đối với thực phẩm mà con người ăn và môi trường họ sống đang gây ra hậu quả. Trong nỗ lực tiếp tục ngăn chặn vấn nạn chuột ở thành phố New York, ngày 22 tháng 5, thị trưởng Eric Adams công bố sẽ tổ chức hội nghị thượng đỉnh chuột đô thị quốc gia. Hội nghị thượng đỉnh về chuột sẽ diễn ra vào ngày 18 và 19 tháng 9, quy tụ những người giỏi nhất trong lĩnh vực về chuột từ các thành phố như Boston, New Orleans và Seattle nhằm giảm thiểu các vấn đề từ chuột, loài gặm nhấm đang gia tăng số lượng ở thành phố New York. Tháng 4, giới chức y tế thành phố New York đã đưa ra cảnh báo về thực trạng gia tăng bệnh tật do vi khuẩn lây truyền qua nước tiểu chuột sau khi có 24 trường hợp được báo cáo vào năm 2023, nhiều nhất so với bất kỳ năm nào. Giống như nhiều dự án cơ sở hạ tầng ở Trung Quốc, nước này đang lắp đặt những cơ sở năng lượng mặt trời với tốc độ và quy mô chóng mặt. Tập đoàn Hạt nhân Quốc gia Trung Quốc đã khởi công xây dựng dự án quang điện ngoài khơi lớn nhất nước này hôm 19 tháng 5 tại thành phố Liên Vân Cảng, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc. Trung Quốc hiện đang hướng tới mục tiêu 1/5 năng lượng đến từ nguồn năng lượng tái tạo vào năm 2025. Theo Cơ quan Năng lượng Quốc gia, Trung Quốc đã bổ sung thêm 216 GW năng lượng mặt trời vào năm 2023, ước tính 1 GW năng lượng mặt trời để đủ cung cấp nhu cầu năng lượng cho khoảng 320.000 hộ gia đình Trung Quốc trong một năm. Hãng thông tấn Yonhap đưa tin Hàn Quốc sẽ đảm nhận chức Chủ tịch Luân phiên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc vào tháng 6 năm 2024. Đây sẽ là lần đầu tiên Hàn Quốc đảm nhiệm cương vị này sau một thập kỷ. Phía Hàn Quốc cho biết, ưu tiên của nước này là sẽ thúc đẩy các cuộc thảo luận chuyên sâu về vấn đề an ninh mạng cùng các vấn đề toàn cầu khác. Đại sứ Hàn Quốc tại Liên Hợp Quốc phát biểu, với vai trò của mình, Hàn Quốc sẵn sàng triệu tập một cuộc họp Hội đồng Bảo an nếu cần thiết, trong trường hợp Triều Tiên có những động thái khiêu khích gây leo thang căng thẳng.
Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Chào buổi sáng của chúng tôi ngày hôm nay. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị với những tin tức mới vào ngày mai.